khoảng 17 giờ chiều ngày 13 tháng 9, anh Nguyễn Văn Thạnh, sinh năm 1976, là cán bộ địa chính xã Hội Xuân, điều khiển xe máy từ Ủy ban nhân dân xã về nhà tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. Khi đi qua ấp Hội Nghĩa, xã Hội Xuân thì gặp cơn mưa to, anh bị té nằm bất tỉnh trên mặt đường. Trong lúc này, nhiều người qua lại phát hiện người té xỉu trên đường, nhưng ngại dịch bệnh nên không tiếp xúc với nạn nhân thì ông Võ Văn 13, người dân ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân khi đi ngoan qua đây, đã không ngần ngại đến kiểm tra và đã phát hiện nạn nhân có biểu hiện ngừng thở. Ông 13 khẩn trương thực hiện biện pháp sơ cứu, sau đó nạn nhân tỉnh lại. Hay tin, nhiều cán bộ ủy ban nhân dân xã Hội Xuân đến đưa bệnh nhân đến trạm y tế xã, sau đó chuyển bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp cứu điều trị. Đến sáng ngày 14 tháng 9, sức khỏe anh đã ổn định, tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Ông Trần Trọng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hội Xuân cho biết, chiều qua, sau khi trực ban chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tại Ủy ban Nhân dân xã về nhà gặp cơn mưa to, thì anh Nguyễn Văn Thạnh bị tai nạn. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của ông Võ Văn 13, thì tính mạng người cán bộ này khó bảo toàn. Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang bục phát, hành động cứu người bị nạn trên đường của ông Võ Văn 13 rất đáng trân trọng và biểu dương. Thời gian qua, ông Võ Văn 13 là cá nhân tiêu biểu, luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương